học mới 2022-2023, cũng như động viên khích lệ tinh thần của các em học sinh. Mới đây, công ty cổ phần đầu tư Tido Group phối hợp với công ty bảo hiểm nhân thọ FWD đã trao hơn 100 suất quà cho các em nhỏ có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Tại chương trình, ông Đỗ Xuân Quế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tido Group, đã phát biểu cũng như gửi lời khích lệ động viên tinh thần học tập của các em trong năm qua. Với kỳ vọng năm học mới tiếp theo, các em sẽ có nhiều kết quả học tập tốt hơn nữa, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ của gia đình và xã hội. Thời gian qua, ban lãnh đạo công ty Tido Group, ngoài việc đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn, môi giới bảo hiểm, bất động sản, Tido Group mong muốn đánh thức tiềm năng con người, hướng tới phát triển sự nghiệp giáo dục tương lai, đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, nhằm giúp các em cải thiện điều kiện sống, hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó cũng phần nào để các em có điều kiện học tập tốt hơn. Ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Tido Group đã có những hoạt động thiết thực, bổ ích, đồng hành cùng các em trên con đường đến trường.